nhiều chuyện lắm. Dạ, xin lỗi. Thôi rồi anh kể chuyện tình của anh chị. Kể lại chuyện tình anh chị cho quý vị nghe. Dạ. Bé có đi học hết chị ha? Dạ, con em đi học hết anh ơi. Dạ. Xích. Đi xe này vậy thì cái chỉ lái vậy thì lỡ nó hết pin giữa chừng không? Dạ, có hết pin có anh, mình phải coi theo bình mình bán anh ơi. Bữa nào nếu mà bình nó hết pin thì đi về thầu trả số lại. Dạ. Phải về sạc xong hoặc là về thay bình hả? Dạ, có cái về nhà sạc nó đợi 5-6 tiếng là 6 tiếng thôi mới đầy. Dạ. Số đâu em ủng hộ cho hết coi. Dạ. Cái vỏ em còn mắng ngoài xe. Dạ. Cái vỏ mắng xe, vỏ bự hay vỏ? Dạ, vỏ màu đen á anh, cái vỏ màu đen. Vỏ màu đen này ha. Dạ. Để hỗ trợ cho chị ít thì coi như hôm nay Tuấn Vĩ kêu về sớm. Dạ. Đây chị. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Nay xin báo với anh chị là có Mạnh Thường Quân có gửi tiền. Dạ. Dạ. Hôm trước thì cũng có một người ở nước ngoài có gọi cho em. Dạ. Nói hỗ trợ cho anh chị mà em chưa nhận được tiền cho nên là em cũng em quên tên mất rồi. Dạ. Chừng nào ấy mới tính, còn nay thì em có nhận được 500 dạ. ngàn. Dạ. Dạ. 500 ngàn là em nhận được rồi. Dạ. Dạ. Rồi sẵn hôm nay cũng đi công việc ở bên đây này thì em sẵn em trao cho chị. Dạ. Rồi để em coi cái danh sách cái đấy cho chị. Chị Phương Linh. Chị Phương Linh. Dạ. Cảm ơn chị Phương Linh. Dạ. Chị Phương Linh gửi 500. Dạ đây chị ha. Dạ. Dạ. Thì chị lấy cho em để coi anh có bao nhiêu tiền này để em. À, chị lấy cho em 200 ngàn đi. Dạ. Em ủng hộ chị ha. Dạ, em cảm ơn anh chị. Dạ. Lấy 200 ngàn ha. Dạ. Công nhận chị đi nắng nôi này kia vậy mà chị vẫn cứ cắn á. Dạ. Lấy cho 20 tờ ha. Dạ, 20 tờ nhưng mà em sẽ gửi cho chị 300 nha. Em dạ. Coi như em ủng hộ chị ha, biếu chị. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Anh ở nhà thì anh có tự nấu cơm được không? Mò mò làm được anh. À, cũng mò mò cũng làm được. Nhưng mà giờ có con gái nó bự rồi nó làm nhiều hơn. À. Dạ. Vậy con gái nó làm nhiều hơn, nó giúp cho mình ha. Dạ. Dạ. Thì em thì sáng em cũng đi bán mà bữa nay cũng nhờ gầm đó hên mà anh ta mua giúp đỡ nhiều. À vậy thì bán được sớm, về sớm ha. Về sớm hơn bà xã. Bà xã rồi bà đi bán đường xa. À. Vậy là hai vợ chồng bán hai nơi. Dạ. Hai nơi anh. Ừ. Vậy thì anh mắc vậy thì sao mà ấy được? Em đi bằng cái gậy đó anh. À. Em dò đường. Có thấy mờ mờ không? Dạ không anh. Trời, không thấy mờ mờ mà anh vẫn có thể đi bán mà vẫn về nhà được. Dạ, tại lúc trước á, là bên hội người mù á, ta cho mình đi học mà định hướng á. À. Tao quăng em ra tuốt ngoài Hà Nội á, là học định hướng, người ta dạy mình á, là cách lên xe, rồi cách qua ngã tư, cách đi ngoài đường, mình nhận biết làm sao, rồi thậm chí là thí dụ như em đi vô cái chỗ đó là có mái nhà hay không á, làm chỉ dậm dậm cái bước chân của em thôi là em biết là đó là có cái mái che hay là không có mái che. À. Vậy là thầy huấn luyện cho mình tức là mình cách vậy luôn. Vậy là hình như anh có đeo kính hay sao, em thấy có nơi lằn mắt rồi ha. Dạ đúng, có lằn mắt. Em đi ngoài thì em đeo kính cho nó đỡ bụi á. Ừ. Còn ở nhà thì em không có đeo mình khòm lên khòm xuống. Dạ. Gớt bể. Dạ. À vậy là cũng có lớp kỹ năng anh ha. Lớp có học lớp kỹ năng đó là 3 tháng anh. À.
chứ mà đa số là người mù mà nếu mà không chịu đi học cái lớp kỹ năng đó thì là ở nhà là thường hơn là tham gia mà ngoài xã hội. Không có tham gia được ở ngoài xã hội. Mình phải qua cái lớp kỹ năng đó rồi mình mới tham gia được ngoài xã hội. Mà là nói ngay là mình cũng học thì học, nhưng mà cũng nhờ là lỡ mình đi là lố đường, ví dụ như anh là nhìn thấy cây gậy là anh biết rồi, anh nói là ông này là ông hiệp sĩ rồi, là anh thắng xe bớt lại hoặc anh bóp kèn. Có lần là đi là ban giữa đường cứ đi hoài, ổng bóp kèn cái nó nhớ là mình đi trong lề mà sao ông này bóp kèn hoài ta. Cái mà là ông chạy xe gần tới rồi cái ông thắng xe lại, xe bự nha, ông thắng lại cái ông cha là vô đây nè, cho đi ở ngoài này đường giữa đường người ta. Tôi mà chạy nhanh là ông tới số rồi. Nhưng mà hôm đó tại sao anh không có phát hiện ra đó là tại qua đường? Cái mà cua anh qua cái cua là mình bị ban ra ngoài lắm cái cua. Còn mình đi cái đường thẳng thì nó dễ, còn cái cua là mình ưa bị là cái đó. Rồi anh có mang dép không? Phải mang dép anh, nếu mà là không mang dép đi chịu gì nổi. Bởi vì á, lý do mà Vĩ hỏi có mang dép hay không là bởi vì Vĩ cũng có giúp đỡ một số người mù. Đúng thì rồi. Có một chú đó thì là chú không có mang dép vì chú nói là mang dép chú không có lần đường được. Đúng. Mang dép là mình phát hiện đường rất chậm. Còn là anh không, thầy cũng huấn luyện cho mình cũng nói vậy đó, mình là bỏ dép á thì là mình đi chân trần á thì là mình phát hiện cái đường nó rất là dễ. Còn là mình mang dép á thì phát hiện cái đường rất là khó. Cho nên là có cái là mình phải đi nó bị lố đường của xe. Nhưng mà mình là phải cố gắng thôi, cái ta xuống cái ta mua số nữa đấy. Ông là mới mốt người ta bóp kèn ông đứng lại nha. Đặng cho tôi biết đường tôi né. Thì vậy. Cũng nguy hiểm đúng không anh? Đúng, nguy hiểm đó. Nhưng mà cái là mình là phải cố gắng mình, tại vì mình đâu có ruộng đất gì đâu. Chỉ mà sống mà nhờ xã hội với mà nhà nước hỗ trợ tiền bảo trợ tháng mấy trăm ngàn vậy thôi, chứ mình đâu có ruộng đất gì. Còn đất nền nhà này thì của bà cô đó, bà cô trước đó phải cho được mấy chục mét vuông này thôi chứ. Mà có ruộng đất chăng nữa thì mình cũng không có canh tác được ha, mù mình đâu có thấy được. Mình có ruộng đất thì cũng đỡ một chút anh, có ruộng đất thì mình cho mướn. Nó cũng nhẹ thở một chút. Còn là mình không có ruộng đất gì hết, rồi là cứ ngày nào thì làm ăn ngày đó. Nhưng mà lỡ xui bị là gạt thì ngày đó là mình lỗ vốn. Chị thì lại con mắt thì thấy đường, nhưng mà ngược lại là cái chân này kia lại bị tật vậy thì cũng khó khăn chị ha. Em cũng bị hồi nhỏ xíu anh ơi, 2 tuổi là mà em bị. Rồi hôm nay nấu món gì vô giới thiệu cho em cái coi. Cá kho anh. Rồi anh trai anh vô anh sinh hoạt em coi ra đi đứng này kia sao. Trong nhà thì em đi nó đỡ hơn. Còn ở ngoài thì là em phải dùng gậy mới đi được. Bởi vì trong nhà cái gì đặt đâu thì em biết hết rồi. Biết chỗ rồi. Biết chỗ là mà có khi nếu mà đi chậm chậm á thì là mình không có gấn vô đồ, còn mà đi lẹ quá là gấn hoài. Nay con gái thì đi học chưa có về hả? Tới chiều mới về anh với em. Đi vẫn là đi cả ngày. Sáng là học thêm. Sáng mình học thêm tư nhân ngoài á. Rồi chiều thì học ở trường.
thấy con gái nó chăm học rồi nó thương ba mẹ vậy là cũng mừng. Dạ em mong tại em cũng dạy cho nó học, em gắng nói nó vậy đó chứ dạ. Gắng học con ơi chứ khổ, cha mẹ khổ lắm nói dạ. Đây hôm nay nấu món gì? Dạ bên đó là em chưng tế cho đủ lần em ăn là chị bệnh đó à. Bên sỏi thận người ta chỉ ăn còn có kho cá. Dạ. Dạ, cá kho xì xì dạ. 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 Cá kho còn đây là thuốc nam à, cá thừa đủ non mình nói là chưng đó người ta chỉ á, hởm trên mạng người ta chỉ đó. Ừ. Rồi hôm bữa anh có dặn chị gái anh rồi đó, có dặn chị gái mới cho cái địa chỉ hôm bữa em cho đó. Rồi chị sẽ gửi thuốc vô cho em uống. Dạ. Ừ. À vậy là nay món cá kho. Dạ. Dạ. Sẵn tham quan cái nhà cho các cô chú và anh chị biết. Dạ. Đây là nhà vệ sinh em bên đây nè. Hai đứa ha, hôm trước thì dạ hai đứa, thằng ta nhỏ con gái lớn, thằng trai học lớp 4 còn nhỏ con gái học lớp 8 mà anh. Vậy thì cái xe Honda này cũng chỉ chạy chứ đâu. Dạ, em chỉ chạy. Anh đâu có dám chạy ha. Dạ, anh đâu có la đi lên gì đâu, có mình em á. Ừ. Đúng rồi, đâu có dám chạy. Dạ. Vậy là khi nào đi đâu công chuyện dạ. Thì đi Honda. Dạ, một năm em về quê hai lần á anh. Ha, ba lần à. Tết với đám giỗ cha mẹ em á. Ủa, hôm trước nói quê ở đâu quên rồi. Em ở Tịnh Thới. Tịnh Thới dạ, đường Cầu Bắc anh. Tịnh Thới là thuộc Cần Thơ hả? Dạ không, Tịnh Thới của Cao Lãnh mình đây nè. À Tịnh Thới Cao Lãnh. Dạ. Thành phố Cao Lãnh. Thành phố Cao Lãnh. Đây về bên ngoại thì xa hơn dữ không? Dạ, cũng 10 cây anh. Hơn 10 cây. À hơn 10 cây. Dạ. Ừ. Vậy mà một năm chị cũng chỉ về có vài lần thôi hả? Dạ về 3 lần, có nghĩa là cái ngày Tết á. Ừ. Dạ về một lần cúng cha mẹ Tết á với cái đám giỗ ba, cái đám giỗ mẹ là em về ba. À vậy ba mẹ cũng mất hết hả? Dạ, ba mẹ em mất hết. Ừ. Còn mấy anh em thì có được bình an hết không? Dạ, mấy anh em cũng được người ở, có chồng có vợ hết rồi. Chị thứ ba em thì hai chồng đi làm hồ. Ừ. Em gái thứ út thì hai chồng đi làm cũng bên hồ mà bê gì nè anh. Ừ. Lăng nhà gì nè. Ừ. Rồi anh hai thì cũng đi làm mướn cho công ty người ta vậy đó. Ừ. Em được bốn anh em. À, bốn anh em. Dạ. Rồi, thì vị vô thăm gia đình vậy bây giờ các vị cũng phải đi công chuyện. Dạ. À, thì... chúc vợ chồng luôn đầm ấm như vậy, ngày gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Dạ. Bữa nào có dịp gặp lại ha. Dạ. Anh chị ha. Rồi. Em cũng cảm ơn anh Vĩ cái ghé thăm. Dạ. Cảm ơn các chị đó cũng có ủng hộ cho em á. Dạ. 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 Rồi để Vĩ chuyển lời. Dạ. Ngày bữa nào Vĩ lãnh được cái tiền đó thì Vĩ sẽ ghé cho đưa cho anh chị nữa ha. Dạ. Rồi chào nha. Dạ em chào. Dạ em chào anh. Dạ. Để lấy cái micro ha. Dạ. Anh nói về em gửi cho. Dạ. Rồi bye bye nha. Dạ. Kính thưa quý vị thân mến, vậy thưa quý vị xin chân thành cảm ơn các cô chú và các anh chị đã theo dõi và đã quan tâm đến gia đình của anh chị. Anh là một người khiếm thị, còn chị là một người khuyết tật. Nhưng mà được cái là thấy anh chị cũng đầm ấm, sinh ra được hai đứa con, thì một đứa cũng hình như đang học lớp 8, một trai một gái. Nói chung là cũng cuộc sống cũng đầm ấm. Chỉ tiếc là anh chị thì cũng thiệt thòi vì anh chị bị khuyết tật đó quý vị. Thấy cũng rất là tội nghiệp. Xin chân thành cảm ơn các cô chú và các anh chị quan tâm và theo dõi.
Một lần nữa Tuấn Vĩ xin chân thành cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn chúng ta trong video sau nha quý vị nha. Xin chào tạm biệt quý vị.